Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là trận đấu muộn nhất của vòng đấu này. Rất nguy hiểm. Phang vào vừa rồi là của Oma. Ngày hôm nay Hà Nội có được sự phục vụ của bộ đội trung vệ. Tới! Một đều dành cho BKMX Bình Dương. Và đó là Victor Mansaray. Hết sức bất ngờ. Tấn Trường cũng đã nắm bắt được tình huống vừa rồi, quyết định băng ra khỏi khung thành nhưng là không kịp. Victor Mansaray đã đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Tình huống bóng thứ hai sau khi trái bóng được phá khỏi khu vực 16m50 sau pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Mansaray đã lướt lên phía trước cực nhanh. Pha chạm bóng nhạy cảm mang về bàn thắng sát bằng tỷ số cho BKMX Bình Dương. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này, hoàn toàn không có lỗi việt vị. Các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã có phần chủ quan. Họ không để ý tới tình huống băng lên, không thực sự tập trung cho tình huống bóng thứ hai. Và mọi thứ diễn ra nhanh. Bàn thắng đã đến với BKMX Bình Dương. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Duy Khánh, suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-1. Bóng lập bập và thủ môn Tấn Trường cũng đã tương đối vất vả. Một pha đâm thẳng vào khu trung lộ của Duy Khánh đầy bất ngờ. Cái tên ngoại binh nổi bật nhất của đội khách đang là Victor Mansaray. Để Linh. Quá người. Tô Văn Vũ. Đường bao. Vào. Bình Dương chơi rình rập chưa thấy cơ và bây giờ thì họ đã thành công. Đúng là với sự thoải mái và chủ động của mình, họ sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Và bây giờ thì đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Cảm giác bóng và nhịp phối hợp của Bình Dương là tốt hơn hẳn ở mặt trận tấn công trong hiệp 2. Tỷ số là 2-1. Người ghi bàn là Tiến Linh. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất của họ đã cùng nhau phối hợp và tạo nên bàn thắng vừa rồi. Những gương mặt căng thẳng của các công viên Hà Nội, các cầu thủ của họ. Một ngày mà họ buộc phải thắng để có thể giải tỏa những áp lực đã dẫn trước đối phương. Nhưng bây giờ lại để cho BKMX Bình Dương lội ngược dòng và tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Những ánh mắt đầy ưu tư. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi, Tô Văn Vũ và Tiến Linh. Đúng nhịp, vừa phải. Mọi thứ diễn ra có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. BKMX Bình Dương bây giờ lại nắm trong tay cơ hội có được trận thắng thứ hai liên tiếp. Họ có một hiệp đấu đầu tiên mờ nhạt, nhưng mọi thứ thay đổi ở trong hiệp đấu thứ hai này. Bàn thắng san bằng tỷ số của Victor Mansaray là cực kỳ quan trọng. Nó đẩy Hà Nội vào trạng thái nôn nóng hơn. Còn Bình Dương với sự lì lợm và chắc chắn, cùng với việc chủ động trong việc lựa chọn cho mình đấu pháp, đang có được khả năng tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn 2-1.